Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Kết thúc điều tra vụ án Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989, người mẫu Ngọc Trinh, và Trần Xuân Đông, sinh năm 1987, ngụ quận 7, ngày 6 tháng 1. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh VC01 đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự và Trần Xuân Đông về hai tội danh là gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo điều 341 Bộ luật hình sự. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông bày tỏ hối hận, cho biết đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hiện tại tôi nhận thức được là hành vi của mình là rất là sai trái, là lái xe không bằng lái xe không đúng quy định của giao thông, rồi biểu diễn xe với những cái tư thế rất là nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng trật tự công cộng, gây tác hại xấu cho các bạn trẻ học tập theo những cái điều không tốt của tôi. Tôi hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của giao thông và đừng bao giờ học tập và bắt chước những cái hành vi sai trái của tôi vừa qua. Tôi hy vọng là tôi sẽ được sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam cho cái sự thiếu hiểu biết về luật pháp của tôi. Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, đối với Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án. PC01 chủ trì phối hợp phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm lưu thông trên tuyến đường thuộc thành phố Thủ Đức do Ngọc Trinh thực hiện. Qua đó, công an xác định Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, quận 7, tổ chức thực hiện việc điều khiển xe mô tô 59A3-11588 lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao, phường Tăng Nhân, Phú B, thành phố Thủ Đức, với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe. Việc biểu diễn này được quay video, sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Trao đổi với Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Minh Tường, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, hành vi phạm tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự là hành vi xâm phạm đến trật tự an ninh xã hội, cuộc sống sinh hoạt ổn định của cộng đồng, nguyên tắc an toàn nơi công cộng và sự ổn định trong thực hiện những đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình ổn định đời sống của người dân. Về hành vi khách quan, người thực hiện hành vi gây rối có thể thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau như phá phách, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng, hoặc những hành vi tương tự thu hút được sự quan tâm của nhiều người, làm mất ổn định tình hình, an ninh trật tự. Khung hình phạt nhẹ nhất của tội này là bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội có tổ chức thì khung hình phạt là từ 2 đến 7 năm tù. Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Trí Đức, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong vụ việc này, hành vi gây rối trật tự công cộng của Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông không trực tiếp gây nên tụ tập, tập trung đông người tại nơi biểu diễn mô tô theo cách truyền thống. Tuy nhiên, những hành vi này đã vi phạm điều cấm của luật an ninh mạng và vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Tại các điều 8, điều 16 luật an ninh mạng nghiêm cấm hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm các hành vi như kêu gọi, vận động, xúi dục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, gây mất ổn định về an ninh, trật tự. Trên thực tế, đã có không ít vụ cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử về tội gây rối trật tự công cộng mà nguyên nhân xuất phát từ hành vi phát tán, đăng tải những nội dung lôi kéo, xúi dục, gây mất ổn định về an ninh trật tự. Điển hình nhất là vụ xét xử Trang Nemo mới đây, hay như vụ hai vợ chồng chạy xe máy làm xiếc trên đèo Hải Vân cũng đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, không chỉ những hành vi gây rối trật tự công cộng trực tiếp trên thực tế, mà những hành vi phát tán, đăng tải video làm mất an ninh, ổn định trật tự công cộng cũng sẽ bị xử lý hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh 34 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, về tội gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, công an đã khám xét chỗ ở của nữ người mẫu,
đồng thời thu giữ các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Ngọc Trinh. Đây là động thái tiếp theo từ phía cơ quan chức năng sau sự việc Ngọc Trinh biểu diễn trên xe phân khối lớn thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Trinh và thầy dạy lái mô tô đã thực hiện việc điều khiển xe lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức với các động tác lái xe nguy hiểm, không đúng theo quy định. Việc biểu diễn này được quay video, sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội với hàng lượt tương tác khủng. Ngọc Trinh hoạt động trong giới giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên. Ngoài ra, cô còn tham gia kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp. Trước khi bị bắt tạm giam, Ngọc Trinh sống ở căn biệt thự thuộc quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự rộng hơn 800m² với trị giá 50 tỷ đồng. Được biết, giá trị ban đầu của căn biệt thự này là 25 tỷ. Tuy nhiên, Ngọc Trinh đã đầu tư thêm nội thất nhập từ nước ngoài. Do vậy, ước tính tổng giá trị của biệt thự này có giá gần 50 tỷ đồng. Không chỉ ở biệt thự, Ngọc Trinh thường xuyên đổi xe sang. Trong sự nghiệp làm nghệ thuật, Ngọc Trinh đổi qua gần 10 chiếc xe sang. Các dòng xe từng được Ngọc Trinh đi qua như Range Rover LWB, Audi A4, BMW 750, Mercedes-Benz Maybach S500. Chiếc xe trị giá nhất cô đang sở hữu là siêu xe Rolls-Royce Ghost có giá 9 tỷ đồng. Sau đó cô bỏ thêm 2 tỷ đồng để độ xe trở thành phiên bản độc nhất. Ngoài ra, Ngọc Trinh còn được mệnh danh là yêu nữ hàng hiệu. Cô phát triển kênh YouTube với nhiều tập đập hợp loạt hàng hiệu xa xỉ trên thế giới. Vụ việc người mẫu Ngọc Trinh bị bắt tạm giam đang trở thành tâm điểm dư luận trong những ngày qua. Trước đó, Ngọc Trinh đã thực hiện hành vi lái xe mô tô buông hai tay, nằm khi lái xe rồi quay video, đăng tải lên mạng xã hội. Các clip do Ngọc Trinh đăng tải được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Sau khi nhìn nhận vụ việc, các chuyên gia tâm lý đã lý giải động cơ và những ảnh hưởng xã hội do hành vi của Ngọc Trinh gây ra. Theo đó, Ngọc Trinh đã cùng ekip dàn dựng cảnh lái mô tô với những tư thế nguy hiểm rồi quay clip đăng lên mạng xã hội. Khi thực hiện hành động này, cô đã không cân nhắc được việc làm của mình gây tác hại như thế nào đến cộng đồng mạng và những người xung quanh. Ngọc Trinh là người mẫu nổi tiếng, có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Những clip vi phạm luật giao thông đăng tải như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Các thanh thiếu niên sẽ nghĩ rằng, một người nổi tiếng như Ngọc Trinh vẫn có thể làm những hành động đó, thì ai cũng có thể làm được. Do vậy, nhiều người sẽ phát sinh hành vi bắt chước, ủng hộ xu hướng vi phạm pháp luật. Theo các chuyên gia, động cơ của Ngọc Trinh có thể là để câu view, câu like chứ không phải tuyên truyền hoạt động vi phạm pháp luật. Ngọc Trinh chưa nhận thức tính nghiêm trọng của vụ việc nên mới vi phạm pháp luật. Hiện nay, mạng xã hội có tốc độ truyền tải thông tin nhanh và ảnh hưởng rất lớn. Với những người nổi tiếng, họ thường tạo ra xu hướng trong xã hội. Càng nổi tiếng thì họ càng được công chúng biết đến và theo dõi. Do đó, lời nói, hành vi của những người có ảnh hưởng tới công chúng cũng cần chuẩn mực, đặc biệt phải hướng đến những điều tốt đẹp, thận trọng trong hành động và phát ngôn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!